Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Monster vs Zombie phiên bản mode full game và full gold nha anh em. Và nếu anh em nào là fan từ game này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Monster vs Zombie nhé. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và rồi thì anh em có thể qua channel thứ hai của mình, đó là channel Mr. Thành ở đây, để có thể xem thêm những cái video mới nhất bên này. Ví dụ như series Dinobass vừa mới ra mắt này, Zombie Tsunami, Shadow Fight 2 và rất nhiều tựa game khác mình sẽ giới thiệu sau cho anh em. Rồi chúng ta, cái tựa game này thì mình có chơi vài tập ở bên Mr. Thành. Đấy. Rồi thì chúng ta đang sang chapter 2 rồi anh em. Chapter 2 cửa 2.1. Và mình có con mới, con Crystal. Mình sẽ đi tìm thêm những nhân vật mới anh em. Ok, ngày xưa phiên bản này mình cũng có nhân vật Crystal rồi. Crystal nâng cấp thì mình chỉ cần gọi ba con Crystal thường thôi là sẽ ra. Đó, Crystal thường của mình nó sẽ là 70 đồng cho một con. Còn vua Crystal, Crystal đỏ như là ngọc lục bảo, emerald thì phải. Đây, đây là cái loại mạnh nhất. Nó sẽ cũng sẽ là chỉ vào tầm 70. To vãi cả đạn luôn ạ. Ui, chém nhau luôn anh em ạ. Rồi mình tiếp tục gọi Crystal và gọi thêm một cái con Kirby ra nữa. Đây, bây giờ con ở dưới này anh em, cho anh em xem. Giá nó tầm khoảng 50 đồng thôi. Ui, nhìn trông xịn sò nhờ. Ui này, đang đánh nhau rất là dã man luôn. Con kia một mình một cửa, nó chém anh em ạ. Này thì bọn kia xác định rồi nha. Mấy chú sẽ bị xác định rồi đây. Mình còn gọi thêm một con Crystal nữa ra. Đấy, ok, sẵn sàng nhé. Way, yes. Tèo. Ồ, trên kia đang đánh nhau rất là dã man luôn anh em. Nhưng mà mình tự tin là mình có thể hạ được game, một cái game theo cái kiểu là thả quân cũng rất là hay ở trên Android cũng như iOS. Rồi, đang đập phá nhà cửa. Yes. Như vậy là chúng ta đã win với hình như cái này là chúng ta chơi ở chế độ night đúng không? Màn đêm à? Từ. Đây là chế độ night mode. Chưa chưa cần phải nâng cấp vội đâu. Hiện tại bây giờ mình rất là khỏe rồi. Chúng ta chơi có tất cả bao nhiêu chapter? Nhiều chapter lắm, chapter 2 này. Để chapter 2 xem như thế nào. Ok, đây là cửa 2/2. À, nó cái trụ nước đỏ sẽ tăng thêm tấn công này, còn có một cái trụ nước vàng tăng thêm HP này, còn trụ nước màu xanh xanh tím tím là sẽ tăng thêm defense này. Yes, kinh đấy, ghê đấy. Mình sẽ vẫn gọi con này ra. Con mèo nó cũng có một cái dạng khác nha. Đấy, ba con ba hướng khác nhau. Ok, Kirby đã lên. Một mình phải cân được. Con mèo chưa có dạng mới nên mình cũng chưa muốn mua cho lắm, nên mình cũng dùng cái bọn Crystal với bọn này luôn. Con này như là tăng máu ấy phải. Tăng HP đúng không? Chính xác. Tăng HP nó trâu hơn. Nó trâu hơn khá nhiều. Rồi, cái con Kirby một sừng kia thì trông đẹp thật sự luôn, nhưng không đẹp bằng con Crystal này được. Crystal vẫn đẹp hơn đấy nhỉ. Nó có vẻ khỏe hơn đấy nhờ. Cảm tưởng nó khỏe hơn. Way bị đẩy lùi lại. Boss biết nó sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên, làm sao mà nó có thể cho mình tự do, tự túc được. Nó chưa con nào nhỉ? Chưa con nào cả. Cần gọi thêm một con Crystal nữa ở phía đường 2. Và có lẽ là sẽ đẹp. Đây, Crystal đường 2 sẵn sàng anh em. Đập nhà nó. Hay lắm, tuyệt vời. Với 248 và mình sẽ kiếm thêm được thêm ít game next round để mình xem kiếm thêm được một con gì đó mới không. Đây là màn 2/3. 1, 2, mình có thể mở khóa nhiều ô lắm. Còn 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, tất cả chúng ta sẽ mở tất cả được 6 con nữa nha anh em. Đấy, tất cả là 6 con nữa nên thoải mái đi. Và mình có thể giới thiệu cho anh em thêm 6 loại quái vật nữa. Tổng cộng tất cả là sẽ là 12. Ngoài những con đã tiến hóa ra như thế này thì dĩ nhiên khỏe đấy.
nó bắt đầu khỏe đấy anh em ạ. Hai bảo yếu nào, ui nó bắn liên tục này. Chỗ dưới này nó tăng cường lực lượng quân đội lên ghê quá. Mẹ trời ơi, thiên thạch mẹ đánh cho bây giờ lao nhau, xem ai thắng ai, ai mạnh hơn, xem ai mạnh hơn ai, xem ai mạnh hơn ai. Ở phía trên này cũng thấy hơi yếu rồi anh em, nó sắp bị dã chết rồi vì nó khá to. Không, vẫn chưa chết được, mình sẽ để nó ở đây, chỗ này nó hơi yếu. Ôi dồi, hai con đi cùng một đường luôn à, vãi đạn, hai con đi cùng một đường này thì đúng là bá đạo rồi. Chạy đi đâu, nó hết quay đẩy ngược lại rồi anh em. Yes, rất tốt, tiền vàng mình tặng rất là nhanh. Ten 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 ten, chúng ta sẽ được thêm 3 sao và thêm ít game nữa. Chiến binh mới này anh em, con mèo, ôi con trâu ạ, con Thor Sơn ạ. Wow, chúng ta có thêm quái thú mới này, Thor Sơn trâu khổng lồ. 150, mình sẽ nâng cấp một xíu lên cho nó. Thôi level 3 thôi, tầm thôi. Thor Sơn là một con cũng không phải là con đấy, cũng không phải là con từ mình sẽ nâng cấp lên cho nó một xíu vì nó khá là đắt nên mình phải nâng cấp lên cho nó lên level 5 nha anh em. Level 6 đi, bình thường là mình không có tiền để mà nâng đâu, nhưng mà lần này tiền không thiếu nếu có thể chơi thoải mái. Mình còn thêm nhiều các cái item để có thể nâng cấp sức tấn công, sức phòng thủ, sức tấn công cho nó lên. Đây con trâu giá là 130 đồng, đắt thật sự luôn ạ. Đắt thật sự, lúc mà bao giờ rảnh rảnh thì cho trâu thôi chứ đắt quá. Con Kirby nhỏ nhỏ này nó vẫn là hiệu quả nhất này. Nó gọi thêm con đệm to khổng lồ ra này. Đấy, vẫn là ok, vẫn ok nhất. Sắp chết không? Nhưng mà sắp chết thì mình sẽ đặt luôn vào. Có nên gọi Châu không? Châu 130 anh em ạ. Có lẽ tôi sẽ gọi Châu. Đấy, Châu đây. Con Châu. Trời. 222. Con Châu giống hay thật sự luôn ạ. Lưu Ma Vương à? Như mà vừa bị thương, như mà bị thương ở tay, ui ôi đập cho phát choáng luôn ạ. Crystal đưa lên, Crystal đưa lên. Châu thì level 6, bây giờ tổng level 6. Đập nha nào anh em ơi. Ok, đập nha. Yes. Nhà cửa của nó cũng đã xong, quá tuyệt vời. Và chúng ta sẽ next round. Cửa của chúng ta sẽ là cửa 2/5. Vẫn bút thêm năng lượng gì đó. Tiếp tục này, con kia nó sẽ bút thêm năng lượng của chúng ta ở phía trên. Đấy. Rồi, ném à. Ném có vẻ khá ghê. Đây, chúng ta sẽ có con này. Quân nó sẽ bút thêm cái máu và cái công cho anh em. Khả là khỏe phết, về đường bây giờ nó sẽ dài hơn. Úi ôi, dưới này. Chúng ta bị lủng khá nhiều đường luôn anh em ạ. Kênh. Giá rẻ và hiệu quả thì vẫn là bọn này thôi. Giá rẻ và khỏe. Châu mà kết hợp với cái con cầm chùy này thì khá là bá đạo. Ây chà chà. Con Crystal của mình cũng đẹp. Nói là cũng rất đẹp luôn. Uầy. Ê à, tấn công rồi. Châu này. Nó đang tấn công thẳng trực tiếp vào phía dưới. Phía dưới thì hơi yếu. Nên mình phải đang chờ triệu hồi trong quân ở đây. Cái hai cái cửa giữa thì mới đáng chú ý. Tại vì nó sẽ búp sức mạnh lên khá mạnh. Ôi ôi ôi, nó sẽ đưa thêm quân lên hai cái đường giữa với đường dưới này. Cái này đường ở đây. Ôi dưới. Thêm hai con khổng lồ. Xổi xoay. Đứng chết nhá cưng. Múa hai kiếm luôn ạ. Ai à. Zombie á. Hay. Tuyệt vời. Chúng ta đã hạ xong được của nó rồi. 1, 2, 3, 3.
chúng ta có thêm win, có thêm sao bên này. Vẫn đấu tiếp tục, cửa mới là cửa 26 thôi. Tấn công nào. Yes, hay lắm. Mình sẽ cho thêm cái bọn Kirby này ở phía dưới để tấn công nó. Kirby tiếp tục. Tiếp tục này. Đông thích nhỉ. Phía dưới bọn này cũng làm toàn bọn là zombie này. Cả một lũ luôn này. Cả một lũ tấn công mình này. Một bổ này. Bắn cung đằng sau này. Tiếp tục này. Rồi, chúng ta sẽ gọi thêm một con đệ khổng lồ nữa bên này ra. Yes. Tấn công. Đó, gọi thêm con trâu đây anh em ạ. Ui ôi, quay mới. Khỏe đấy, 130. Loại này nó hơi đắt đỏ. Và mình gọi thêm cả Crystal đằng sau nữa. Lên rồi, đang lên rồi. Đánh nhau rất là dã man luôn. Châu gọi hướng này. Mình không cần nhất thiết là phải ở nhà đâu. Mình cứ để nó tự đánh thôi. Chà, nó còn nhiều quay lắm. Không phải quay này đã hết đâu. Ui, đông thế. Bổ sung ở lên trên anh em ơi. Bổ sung ở phía trên sắp đài rồi. Chỗ giữa này này. Chỗ giữa này. Rồi, đập nhà nó. Hay. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào và gặp lại anh em nha. Bye bye.